Rồi, hôm nay lại là Will coi sọt nữa các bạn ơi. Đó thì mình sẽ quay cá thực tế đây cho các bạn xem ha. Đó, bây giờ mình sẽ soạn combo 20 cặp will coi sọt gửi cho bạn Khánh Ân ở Hồng Ngự Đồng Tháp Mình thấy cái dòng này có máy con nào cũng đẹp hết trơn các bạn Còn con máy thì kiểu như là nó dán nó sọt sọt, nhìn nó dễ cưng lắm các bạn ha Thì cái size cá thì các bạn so với cái lòng bàn tay của mình thì các bạn cũng ước tính được cái size cá ha Thì cái dòng wheel coi sọt mình cũng xin lưu ý với các bạn ha Thì cái size của nó là nó sẽ nhỏ hơn so với những cái dòng khác Ví dụ như mình so với full gold đi Ví dụ như đây là cái cái size 2 tháng rưỡi thì nó chỉ bằng con fullgon gold size 1 tháng rưỡi thôi tại vì những cái dòng sọt này á thì mình thấy đa số là nuôi nó lâu lớn hơn nhiều so với những cái dòng mà cái dáng nó bình thường giống như là full gold dumbo rồi thì tiếp theo sẽ là đơn hàng của anh Tuấn ở Bình Dương sẽ bao gồm một cặp full gold ribbon full vẩy full tay một cặp dumbo siêu tay bơi và hai cặp wheel coi sọt hiện tại thì cái dòng wheel coi sọt này bên mình bán đang rất là chạy trong những ngày qua nên là các bạn nào cần á, thì cứ cứ nhắn cho mình sớm nha rồi mình xin cảm ơn tới các bạn rất là nhiều luôn